một một năm cân mới vãi con ngựa thì nó dài vãi hết nhà nên này đấy mới vãi con ngựa nên thế thì chúng nó vẫn nhiều ấy thì bớt lại năm cân là gì tôi gọi nó cân vãi cả thì con ngựa ăn mới là nhiều Thank you.